Như vậy là thời điểm này, tại tỉnh Bắc Ninh chỉ còn 24 quán karaoke đủ điều kiện hoạt động. Dù đáp ứng được các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, nhưng những cơ sở này vẫn gặp không ít khó khăn. Thậm chí có quán vừa hoạt động vừa phải khắc phục các phòng hát còn lại chưa đủ điều kiện để trình cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiệm thu lại về phòng cháy chữa cháy. Ghi nhận tiếp theo của phóng viên VTC14. Quán karaoke này là cơ sở duy nhất còn đủ điều kiện hoạt động tại phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Quán có quy mô 4 phòng, 1 tầng và nằm tách biệt với khu vực ở của gia đình. Để đủ điều kiện hoạt động, chủ cơ sở đã trang bị thêm nhiều phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy mới. Tuy nhiên doanh thu của quán gặp nhiều khó khăn do lượng khách đến quán giảm mạnh từ sau Tết đến nay. Tôi là có đầy đủ, tức là đèn báo và cháy, chuông báo cháy và lối thoát hiểm, các bình phòng cháy chữa cháy, hệ thống nước đầy đủ. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng liên tục kết hợp với các đồng chí công an bên phòng cháy chữa cháy về tập huấn để cho nhân viên và chủ quán tôi được là nâng cao cái ý thức, cái trình độ để khi có không may xảy ra thì tức là tự cơ sở có thể dập tắt được lửa. Cơ sở karaoke này vừa đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2022. Do xây dựng mới nên hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị tương đối hiện đại, đảm bảo các quy chuẩn hiện nay. Quán có tổng cộng 28 phòng hát, tuy nhiên hiện nay chỉ đưa vào hoạt động 27 phòng. Một phòng đang phải sửa chữa khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy để công an thành phố Bắc Ninh kiểm tra, thẩm duyệt lại về phòng cháy chữa cháy. Tất cả nhân viên, cán bộ công ty mỗi một ngày đến sẽ luôn được nhắc nhở về vấn đề phòng cháy chữa cháy vì để cho nhân viên và hoặc kết hợp cùng khách để làm sao hạn chế nhất, tối thiểu nhất cái mức xảy ra sự cố. 3 tháng một lần tập huấn để phòng cháy chữa cháy một lần cho các nhân viên, từ cán bộ đến công nhân viên, để khi có sự cố về cháy xảy ra để nắm bắt được và có xử lý an toàn. Theo công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian tới ngoài tháo gỡ khó khăn cho các quán karaoke đang bị đình chỉ, tạm đình chỉ, công an các địa phương cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke đủ điều kiện hoạt động để từ đó phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm nếu có. Chúng tôi đã tuyên truyền hướng dẫn cho người dân. Thứ nhất là đã chỉ ra những cái tồn tại thiếu sót đấy thì yêu cầu người dân cũng như là chủ cơ sở là nghiêm túc chấp hành các quyết định tạm đình chỉ. Đặc biệt là hướng dẫn là người dân là thực hiện phối hợp trong cái vấn đề là giải pháp khắc phục những cái tồn tại thiếu sót đấy. Đối với những cơ sở thuộc diện phải thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy thì chúng tôi hướng dẫn là các cái giải pháp và các cái điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy thực hiện theo đúng cái quy định, quy trình thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy. Còn đối với những cái loại hình cơ sở không thuộc diện phải thẩm duyệt nghiệm thu thì cũng phải chấp hành đáp ứng các cái điều kiện an toàn phòng cháy cháy theo đúng quy định thì mới được hoạt động cấp phép trở lại. Các cái quán karaoke và các chủ cơ sở karaoke hiện tại thì có một cái khó khăn là đều xây dựng cơ sở trước khi mà đăng ký kinh doanh hoạt động karaoke. Chính vì vậy nó vướng mắc trong cái quá trình dẫn đến cái việc các quy chuẩn trong phòng cháy chữa cháy nó sẽ có những cái vướng mắc để thực hiện đúng cái quy chuẩn trong cái luật quy định. Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị chủ các cơ sở kinh doanh karaoke chấp hành đúng các quy định mà cơ quan chức năng đưa ra để tránh phát sinh các sự cố cháy nổ, mất an ninh trật tự. Trường hợp có những kiến nghị thắc mắc cần liên hệ với lực lượng phòng cháy chữa cháy các huyện, thị xã, thành phố để được hỗ trợ giải quyết sớm nhất.